Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với vườn mai của anh Thanh Phi và xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây mai để mình chơi Tết 2024 luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ, vườn của anh Thanh Phi thì em thấy có mai Đại Lộc, Cúc Vạn Thọ, Cúc Thọ Hương. Dạ. À, quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm giống mai nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Thanh Phi giúp em luôn ạ. À, em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị ha. Dạ, có mai Đại Lộc hàng bonsai mini cũng có, cây lớn cũng có hai mấy cô chú anh chị. Đa số là bên anh là những cây Đại Lộc hàng già mùa, đế đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Một số cây mai giảo hàng mini đế quái ha mấy cô chú. Nhỏ nhưng mà đế rất là quái luôn ha. Chúc cô chú anh chị mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý để mình chuẩn bị chơi Tết 2024 hoành tráng luôn ha quý cô chú anh chị. Hiện tại thì vườn của anh Thanh Phi có một lô mai hàng bonsai mini để bàn ha quý cô chú anh chị. Đa số là những cây đế đẹp hết quý cô chú anh chị ha. Mình ghép đủ loại giống luôn nha cô chú. Cúc Vạn Thọ ha, siêu bông, giảo siêu bông nha, Cúc Thọ Hương, Đại Lộc, khá là nhiều loại giống á cô chú anh chị. Hàng mini này mình vô cái chậu để bàn ha, để ông thần tài thổ địa đồ đẹp nha cô chú anh chị, hoặc là mình bán Tết ok nha cô chú. Cô chú anh chị mình cần lấy sỉ mình liên hệ với số điện thoại của anh Thanh Phi hoặc giúp em ha. Này một lô chắc khoảng chừng trăm mấy cây, trăm mấy 200 cây á cô chú anh chị, đủ dáng đủ kiểu luôn nha cô chú. Rồi em thấy đế đẹp không luôn á cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì em vô clip chia sẻ mai lô mai hôm nay của anh Thanh Phi luôn với cô chú anh chị ha. Rồi em xin chào ông chủ ơi. Rồi chào Cuộc Sống Cần Thơ, chào Mai Phương ha. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2023 ha. Nhà vườn của chúng em cũng trở lại quay lại clip mai cỡ 20 cây mai ghép thành phẩm để chơi Tết không ngày 23 ha. Cũng cảm ơn bà con cô bác anh chị cả nước vừa qua đã ủng hộ kênh và clip của vườn mai của tụi em, thì em thành thật cảm ơn nha. Thì không chờ đợi lâu thì cái khuyến ship của chương trình, khuyến ship của em là cũng là bao ship toàn quốc như trước đây, là ship xa thì tụi em không có ship chậu được nha bà con, cho nên tụi em phải lấy chậu lại. Còn cỡ 200 cây số mà em có đi xe tải được thì em ship chậu cho bà con. Yeah. Mong bà con thông cảm nha. Rồi không chờ đợi lâu em sẽ vô cây số 1 ha. Yeah, số 1. Cây số 1 là cây Cúc Thọ Hương. Cái phơm tàn tròn do luôn cô chú anh chị. Cái mâm tàn này Tết nay nó cho thêm 2-3 cây đọt nữa là dữ lắm luôn cô chú anh chị ha. Này 3 mùa à. Dạ. Chọt ghép là cỡ út ăn lên hết trơn rồi cô chú, có cái là lên liền luôn ha. Cây này thì có cái gọn chữ C nha quý cô chú. Rồi đế thì nó gom nguyên một củ đặc luôn quý cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi hoành là 20, hoành thân. Hoành đế 61. Chiều cao 90. Tán ngang 100. Rồi cây số 1 này là của Cúc Thọ Hương này là em có giá là 2.800.000 nha bà con. Dạ 2.800 nha cô chú anh chị, Cúc Thọ Hương hàng già 1. Nè, cây cúc tư long nha bà con. Cây lùng lực luôn quý cô chú anh chị nha. Cây lùng lực. Phơm tàn thì đều tròn luôn á cô chú anh chị. Này rất già mùa rồi ha. 3 mùa, 4 mùa gì. Cái chọt ghép nó cỡ bằng ngón út hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Mà đế thì cũng khá đế luôn nha. Dạ rồi, em xin số đo nha. Về hoành thân là 22. Dạ. Củ đế 40. Chiều cao 67. Tán ngang 70. Rồi cây số 2 này em có giá là
Cúc tư lông này là 1,3 triệu nha bà con. Dạ 1,3 triệu. Cái tặng nó trộn chứ banh gì đó. Chung là đợt này là tụi em là không có tặng phẩm mà tụi em hạ giá nha. Dạ. 1,3 triệu một cây cúc tư lông. 1,3 triệu. Cây quá trời cây luôn. Cúc là cây số 3. Dạ, số cây này 3. Là cúc tây thi nha bà con. Dạ, ta con kêu là cúc đọt đỏ. Dạ. Đang ra đọt. Cúc tây thi thì một bông cũng khá là to thôi chú anh chị. Cây này mình ghép chỉ có 3 bo thôi mà cái bo ghép chà bá lửa luôn nha. Dạ, đế nó cũng hơi nơ mà nó gom nồi đế nha cô chú anh chị. Nó cũng giống như thú rồi, tựa như thú rồi. Rồi em xin xếp đo luôn nha. Rồi hoành thân là 20. Cái cụm đế nó là 76. Chiều cao là 63. Tán ngang 79. Rồi cây số 3, cây cúc tây thi này em có giá là 1,6 triệu nha bà con. Dạ 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Thì tiếp tục là cây số 4. Số 4 là cây thọ hương nha bà con, cây dáng bay. Dạ dáng bay luôn hết cô chú anh chị, nhưng mà nó thân nó lắc nha. Dáng bay. Đúng rồi. Cây này lúc cũng được thì 2 4 bo thôi cô chú anh chị mà tàn ấm tàn luôn rồi. Đế có đế đẹp luôn quý cô chú anh chị nha. Đang ra đọt nha bà con, đang ra đọt luôn. Rồi hoành thân là 14. Hoành bế đế là 54. Chiều cao 45. Nhưng cái tàn bay nó luôn là 95. Rồi cây số 4 thọ hương này em có giá là 1,2 triệu nha bà con. Dạ 1,2 triệu một cây cúc thọ hương dáng bay thân rất đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mau ship toàn quốc luôn nha bà con. Rồi tiếp tục mã số 5, cúc thọ hương nha bà con. Lùng gì? Lùng liền. Chữ C luôn. Cây này đẹp lắm, đế đẹp. Cây này mình cũng chỉ có 4 to thôi nhưng mà đều tặng hết trơn rồi cô chú anh chị. Thằng lắc mà đế. Nó gom cái nào đế nha cô chú. Rồi, rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 17. Củ đế 30. Chiều cao 55. Tán ngang 70. Rồi cây số 5 cúc thọ hương này có giá là 1,150,000 nha bà con. Dạ. Cái này mình sang cái chậu men đẹp đẹp tí nữa là mình để. Đúng mình rồi. Ok luôn. Okay. Số 6. 6 là cây này là cây dảo Thủ Đức nha bà con. Cây này dán lâm nha bà con. Ghép dảo Thủ Đức. Ghép già mùa luôn rồi. Già mùa, cây này là 5 mùa rồi. Liền hết cái mắt ghép tới dưới này nè. Liền luôn rồi. Đế lắc luôn với cô chú anh chị. Lắc lượng nó đế. Lên cho mẹ cho ha. Rồi hoành là 15. Củ đế 25. Chiều cao 86. Tán ngang 68. Rồi cây số 6 này là em có giá là 1,250,000 nha bà con. Dạ. 1,250,000. Dạ, dảo Thủ Đức nha bà con. Cái này lùng mà liền á cô chú anh chị. Lùng liền. Tàn ấm tàn luôn. Cái này em không có sửa dây sửa gì chết nha bà con. Tàn tròn đều luôn, khỏi sửa. Chọt ghép có móng cái em luôn rồi nha cô chú anh chị. Đế cộng gãy lực cực không luôn ha. Dạ rồi, em xin số đo nha. Hoành là 21.
Củ đế là 68. Chiều cao 76. Tán ngang 80. Vậy thì cây số 7 này em có giá là 1.250.000 nha bà con. 1.250.000. Tàn đều đọt nó đang ra ngon luôn. Lá mướt xanh. Rồi, số 9 là cây này là cây cúc. Ở cây số 8 trời, trời xin lộn con nha. Lộn nha bà con, cây số 8. Số 8 là cây dảo Thủ Đức nha bà con. Đèn thùm lùm luôn rồi, quý cô chú anh chị. Gắn lông. Lắc lượng. Cái này mình cũng được 4 thuộc ghép thì nó kéo nhựa liền rồi, hai cô chú anh chị. Liền hết à. Rồi, em xin số ra luôn ha. Nó đế thì không có đế gì đẹp nhưng mà tàn. Được cái tàn. Hoành cũng không có lớn gì mấy. Hoành có 14 à. Chiều cao 82. Tán ngang 75. Đây, cây số 8 này em có 1.250.000 nha bà con. Cây này bông ngô kê luôn. Mã rồi, tiếp tục là mã số 9. Mã 9 là cây này là cúc Tây Thi. Trực lắc luôn á cô chú anh chị ha. Nó có cái dáng đẹp lắm. Cây này già mùa luôn. Ba bo. Nó vàng ấm nó thơm lắm. Vàng luôn. Đọt thì đang ra đỏ tư luôn. Dạ. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Đế nó cũng được được chứ không đẹp. Sao nó vậy? Nè, sao nó vậy? Rồi, 15 thanh. Có cái cụm đế nhà Hạo thôi, 40. Chiều cao 66. Tán ngang 65. Đây, cây số 9 này em có giá là 1 triệu nha bà con. Rồi. Dạ, số 10. Mã số 10 nhưng mà con. Cái bông này héo rồi. Rồi cái mã số 10 là cây dảo Thủ Đức nhưng mà con. Cái con thằn lằn nằm bò. Ngóc cái đầu lên luôn. Cái đó nó làm da cóc luôn rồi đó chứ chị. Mau ghét thì cũng chờ tháng nữa thôi, kéo liền lẹt luôn rồi nha cô chú. Liền hết rồi, cái hôm nay mấy cây này là bông cực kỳ luôn á. Giờ lo đâu đây. Lại đây đi. Hoành 13. Dạ. Hảo hảo cái cũ nè. Cũ là 40. Chiều cao 68. Tán ngang 68 luôn. Rồi, cây dảo Thủ Đức số 10 này em có giá là 1 triệu nha bà con. Rồi, tiếp tục cây 11 nha bà con. Mã số 11. 11 là cây cúc Thọ Hương. Lùng liền. Rồi, cây này giá cực 3 bo luôn đó cô chú. 3 bo. Tàn ấm tàn mà thân lắm. Ngày 2 mùa, 2 mùa à. Nói chung là mai em ghép nó là em ghép không có ghép bo nhiều. Ghép 2 bo, 3 bo à. Ghép bonsai mà đâu có ghép nhiều, ông tùm nhìn không đẹp. Có dáng cây lắc lượng đẹp không? Đó, ngay trên chỗ này nè. Trời ơi dữ vậy. Trăm mấy. Trăm mấy à. Rồi quanh thân là 18. Hoành đế 51. Chiều cao 40. Tán ngang 76. Nhưng cây này là lùng liền nha bà con. Rồi, cây 11 này em có giá là 1 triệu nha bà con. Dạ, 1 triệu nhỏ gọn dễ chơi mà khéo tay nha con chú anh chị. Bao ship toàn quốc. Dạ, tiếp theo cây mã số. Rồi, số 12.
Cây này cây dảo Thủ Đức nha bà con. Lùng liền luôn quý cô chú. Lùng liền, lắc lượn. Lùng liền, lắc lượn. Lùng liền. Lùng liền luôn. Cây này cũng hai bo thôi cô chú. À xin lỗi, ba bo bự chẻn luôn nha. Dạ rồi, em xin số đo ha. Này dảo Thủ Đức. Hoành là 15. Nằm bò chứ khỏi lo đếm. Chiều cao 53, tán ngang 65. Đây, cái dảo Thủ Đức thì 12 này giá, em có giá là 1 triệu nha bà con. Dạ, 1 triệu, thôi cô chú anh chị. Mình thay chậu đẹp là lên cây liền nha cô chú. 13, cũng là cái dảo Thủ Đức nha bà con. Dạ, cái này hơi bay bay nha cô chú. Giá hơi bay. Hơi bay nữa, dáng đẹp lắm, có bộ đế cực, cực đẹp nha. Già mùa lắm. Rồi chỗ nhỏ nhất nè, nhỏ nhất là 15. Thủ đế là 53. Chiều cao 60. Tán ngang 70. Đây, cây 13 này em có giá là 1 triệu 300 ngàn nha bà con. Dán bay. Hơi bay chứ không bay không. Rồi. Tiếp tục là cây số 14. 14 là cây cúc Thọ Hương. Rồi, cây này đều tàn đã lắm không quý cô chú anh chị. Đều tàn. Hai bo hả? Hai bo thôi mà tàn ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Độ hai bo. Đế nôm. Đế nôm nó hơi chảy chảy, nó cũng không đều hung nhưng mà nó cũng có cái dáng thế nó đẹp lắm. Hoành thân là 21. Hoành đế là 38. Chiều cao là 69. Tán ngang 75. Rồi cây 14 này em có giá là 1 triệu 250 ngàn nha bà con. 1 triệu 250 ngàn. Nói chung là quá bèo bà con ơi. Lâm. Cây này là cây dảo Thủ. Ủa cây 15 cây dảo Thủ Đức. Dạ, 15. Cây dảo Thủ Đức này nó tàn nó không có gì nhưng mà nó nhìn thấy cái dáng nó yếu điệu đẹp không bà con. Không thì lắp đế quái luôn. Đế quái. Như cái con gì á con đó. À nó như con thú vậy mà tựa như thú nha bà con. Nhưng mà... Dạ, rồi, em xin cái này nha. Đây hoành chỗ này là đo nhỏ nhất nè. Trăm rưỡi. Quá trời nhỏ luôn. 11 nha bà con. Nhỏ hú hồn. Nhỏ hú hồn thử. Rồi, quanh đế là 41. Dạ. Chiều cao 55. Tán ngang 55 luôn. Đây, cây 15 dảo Thủ Đức này em có giá là 1 triệu nha bà con. Dạ, 1 triệu chẳng luôn cô chú anh chị. Bao ship tàu quốc luôn. Dạ. Tiếp tục là cây 16. Dạ, 16. 16 là cây, là cây cúc Thọ Hương nha. Em này cũng có cái giọng lắp hay hay luôn chứ anh chị. Giọng lắp chữ C. À, mình ghép cũng chỉ có 2 bo thôi. 2 bo. Trên là trực lắc luôn á. Cái dưới là C, ở trên là trực lắc. Hoành thân là 17. Hoành đế là 47. Chiều cao 62. Tán ngang là 64.
Rồi cây số 16 này em có giá là 1.150.000 nha bà con. Rồi tiếp tục là cây số 17 nha. Cây này là cây giảo Thủ Đức, dáng trực lắc. Tàn đều hết trơn rồi. Tàn đều băng luôn nha bà con. Trực lắc. Tàn già mùa nó này cô chú chị mình là cây này trồng đất cũng ok lắm nha cô chú nha. Đế nó quái lắm mà. Nó lên da cóc luôn, nó còn đế luôn, nó không biết được. Nó nằm như con rắn nè. Rồi em xin số đôi nha. Hoành thân là 13. Nguyên cái cuộc con rắn nó nằm đây 42. Chiều cao 59. 8.060. Đây, cây số 17 Dậu Thủ Đức này em có giá là 1.100.000 nha bà con. 1.100.000 hàng già mùa đế quá luôn đó cô chú chị ha. Tục là cây 18. Cây 18 này là cây cúc thọ hương nha bà con. Cái này cũng đều tàn. Chỉ có 3 bo thôi cô chú chị. Mà trò kép là nó đã liền với cái bo ghép luôn nè ha. Đế nó gom rồi đế nè cô chú. Dán chữ C nha. Em xin cái đây ha. Quanh là 17. Quanh đế là 39. Chiều cao 67. 8.070. Rồi cây 18, số 18 này em có giá là 1.200.000 nha bà con. Dạ 1.200.000 nha con chú chị ha. Cúc thọ hương cây già mùa tàn đều. Cây là cây giảo Thủ Đức nha bà con. Cây này là tàn xum xê. À. Lùng lực luôn đó chú. Lùng lực. Già mùa ấy. Thế nôm mà không điều không nha bà con. Cũng được chứ không có. Hoành là 21. Củ đế là 30. Chiều cao 61. 8.080. Rồi cây 19 này nè, em có giá là 1.200.000 nha bà con. Dạ, 1.200.000. Bao ship toàn quốc. Số 20. Rồi cây tiếp theo là cây 20. Cây này cũng là cây cuối clip của em nha. Cây này là cây dạng thọ. Cây này nói chung cây này lùng lực luôn. Trong cây này em cũng ghép mới có chừng 5 tháng rồi nha bà con. Về cô chú anh chị mình test mặt bông luôn nha. Nó có mặt bông luôn. Cái bầu đế nó tự tự như thú luôn. Nó có cái đít mà nó không có cái đuôi. Rồi, em xin số lần nha. Nó thấy mày chạy lên được đi. Đâu có. Rồi, hoành chỗ này là 23. Củ đế là 48. Chiều cao 60. 8.075. Rồi cây 20, cây dạng thọ này em có giá là 1.700.000 nha bà con. Dạ, 1.700.000. Lùng lực luôn cô chú. Lùng lực luôn.
có bông, có mặt nụ nụ này nha. Nói về bà con có nụ coi bông luôn. Vài hôm nữa là nở bông hả cô chú? Mai mốt nở luôn. Xếp chín sớm á, xếp trễ quá nở. Vậy. Rồi, thì cây này cũng là cây cuối clip của em ha. Thì nói chung nhà vườn của em á thì cây thứ này với cây nhỏ như nãy giờ á là nhà vườn của em đã có khoảng vài trăm. Nếu mà con nào mà có nhu cầu bán sỉ lẻ gì đó thì liên hệ với qua số điện thoại của em ở trên tiêu đề đấy ha. Rồi xuống đấy hay hoặc là đến đại vườn tụi em thì em bán giá sỉ cho bà con cô bác về mua đi bán lại. Còn cuối clip thì em không biết nói gì hơn, thì cũng cảm ơn bà con trước kia đã ủng hộ những clip vừa qua của nhà vườn chúng em thành thật cảm ơn. Và hẹn bà con với lại clip sau, ủng hộ clip này rồi clip sau tụi em sẽ lên tiếp clip sau nữa nha bà con. Mong bà con thông cảm. Kính chào bà con. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Bên Hậu Giang không ạ.